là những người kiếm được tiền nhưng không lừa ai và không hại ai và mang lại cho người khác một giá trị, thì đó chính là doanh nhân. Ví dụ như một cái bà bán trái cây ở dạo ở ngoài đường Lý Chính Thắng này, bà đó là doanh nhân Trọc Phú hay Con Buôn? Dạ. Tại sao lại Con Buôn? Right. Tại sao mình kết luận bà ấy là Con Buôn? Tôi nghĩ rằng bà ấy chắc chắn là không phải là Trọc Phú rồi đó, tại vì quy mô bà ấy nhỏ quá, có một xe trái cây thì không có đủ tầm để làm Trọc Phú. Bà đó chỉ có hai cửa thôi, một là doanh nhân, hai là Con Buôn. Khi nào bà ấy là doanh nhân và khi nào bà ấy là Con Buôn? Tùy theo cách kiếm tiền của bà ấy. Nếu bà ấy bán trái cây Việt Nam, nói trái cây Việt Nam, trái cây Trung Quốc, nói trái Trung Quốc, không cân điêu, không bánh thiếu, không ướp chất bảo quản, không xịt thuốc trừ sâu, bà ấy là doanh nhân.